Nhóc Nguyễn, chú đang ở đâu vậy chú? Ngọc Phượng, hello, xin chào. Chào các bạn. Vật Thảo để lại cái máy nhìn đàng hoàng. Đây là màn ảnh, đây là cái ống kính. Thanh Nguyễn, cháu chào chú Việt Thảo. Chúc chú năm mới an lành, vạn sự như ý, xin cảm ơn. Quỳnh Thanh, bên đó đang ngày đêm hay là ngày vậy bác? Hôm nay bây giờ ở đây là 6 giờ 10 phút sáng nha. 6 giờ 10 phút sáng. Ở tại California. Việt Thảo chuẩn bị cho một chuyến bay đi show ở tại thành phố Los Angeles, phi trường LAX, 6 giờ 10 phút sáng, tức là hiện giờ là khoảng 9 giờ 10 phút đêm ở tại Việt Nam. Bây giờ hôm nay là ngày thứ 5. Không biết bên các bạn là thứ mấy. Hoàng Quân Việt Nam chào anh Thảo. Triệu Nguyễn, chú Phát là nhanh tay bấm xem liền. Đài Lan Trần, Trần Đại Lan chào chú Thảo. Hoàng Anh chào chú. Jenito, good morning chú. Chúc chú một ngày an lành. Lung Nguyễn, con chào chú. Trà Mỹ Nguyễn, xin chào các bạn. Hôm nay Việt Thảo thực hiện khoảng một tiếng livestream trên Facebook và sau đó sẽ được post lên trên YouTube để các bạn cùng xem. Phần lớn thời gian này Việt Thảo sẽ chào các bạn, đọc tên các bạn khi các bạn vào xem. Và nếu có câu hỏi nào thì Việt Thảo trả lời được sẽ trả lời ngay cho các bạn, tìm mọi cách. Thứ nhất là nếu các bạn nào Việt Thảo không có đọc tên được thì xin miễn thứ cho, là tại vì có thể bị miss, tức là bị sót á, không có đọc kịp nha. Ê, chưa kịp ăn sáng nha, chưa kịp uống cà phê nha các bạn. Vừa làm vừa ăn sáng nha, vừa uống cà phê nha. Nên CVV hôm nay là thứ năm chú, tức là hôm nay là 9 giờ khoảng 9 giờ 10 phút thứ tối thứ năm ở tại Việt Nam và 6 giờ 10 sáng thứ năm ở tại Hoa Kỳ. Đặng Duy Trường, Ngọc Phượng, Thảo, 9 giờ đêm Việt Nam, xin chào Ngọc Phượng. Bảo Duy, hôm bữa mới đi ăn o tem nè chú, xin cảm ơn. Nguyễn Thanh Thiện, năm mới chúc chú sức khỏe, vạn sự như ý. Châu Hoàng, chú có còn quay chuyện bên Lề Hương Đồng có nội không chú? Hương Đồng có nội thì còn tùy duyên, là hôm trước mình đã thực hiện 16 tập rồi nghe, 16 tập. Sau đó có thực hiện qua bên Lẩu Đồng Quê, nhưng mà sau đó thì do bên trong phía nhà hàng Lẩu Đồng Quê và Hương Đồng có nội chưa có thống nhất với nhau, thành ra mình có thu hình rồi mà chưa có phát ra. Thì bây giờ đang chờ coi cái cách bên đó như thế nào nhé. Mình thực hiện được tập 16, không biết còn quay được nữa hay không là còn tùy duyên. Nguyễn Thông, xin chào Nguyễn Thông, chào Nguyễn Đức, Tâm Đỗ, Tuyền Lê muốn Jackie Anh, xin chào Apple Nguyễn, hai chú Thảo xin chào, nhóc Nguyễn, hai sao đâu chú gì, không sao đâu chú, Võ Thị Ngọc Nhân, Linh Phạm, hello Linh Phạm, xin chào Quỳnh Giáo, xin chào Nghĩa Alan, cảm ơn là chúc năm mới vui vẻ sức khỏe. Chào anh Việt Thảo, tên tiếng Hoa này, Việt Thảo không biết tên gì nghe. Ngọc Phượng hỏi là Thảo đi show, dạ đúng. Tuần viết, hello chú Thảo, chào buổi tối, chúc mạnh khỏe. Trang Miên, chúc chú sức khỏe. Đoàn Bến, hơi xa quá, tại vì để gần thì cái mặt nó sát quá. Hồ Nguyễn Nhật Trường, xin chào. Tô Trần, xin chào. Trần Phúc, xin chào Trần Phúc. Không cần em. Chú uống gì vậy chú? Chú uống cà phê. Chú uống cà phê. Tính nói uống sữa dê. Hồng Hải, miss một người rồi, chào chú, xin chào. Xin chào Cường Nam, chú có định về thăm Việt Nam không ạ? Luôn luôn trong lòng chú Việt Thảo, Việt Nam là quê hương của mình, lúc nào cũng muốn về, không phải về thăm, về ở luôn cũng được nữa. Nhưng mà do cái đời sống, do cái công việc hàng ngày nhé, thành ra muốn về thăm cũng còn chưa được. Mẹ còn Việt Nam, anh em còn Việt Nam nhé. Jackie Anh, xin chào Apple Nguyễn, con thích giọng nói của chú. Chú bữa nay sao chú cười hoài. Chú tính nói một câu đùa nhưng mà nếu không hiểu sẽ hiểu lầm á. Con nói là con thích giọng nói của chú. Chú định trả lời là ồ, cái chuyện này chú nghe khen hoài à. Chảnh gì đó. Quỳnh Thanh, không biết bác có bao giờ xem. Không kịp nha. Vương Thái, xin chào. Hậu Nhi, xin chào. Chúc năm mới, xin cảm ơn. Nghĩa Alan, lần đầu xem chú live.
Chế Hải, chúc chú năm mới phát tài. Từ Thanh Thảo, hai chú Thảo, Trần Văn Pha, mạng chậm quá không xem được ba ơi. Ồ ồ, mạng chậm là do bên đó thôi, đâu có đổ thừa đây được. có bạn vào nói xin mời cô Mỹ Châu, tức là nghệ sĩ Mỹ Châu lên đài. Nhưng mà Mỹ Châu thì sau khi sang Mỹ rồi ở bên Atlanta, Georgia, ở tiểu bang Georgia, thì Việt Thảo có mời nhiều lần, có nhờ người nữa, nhưng mà cô Mỹ Châu không có muốn, không có muốn lên đài, hay là không có muốn ra ngoài public nữa. Cho nên cái vấn đề này cũng rất là tế nhị, mình không có ép được nha. Đông Trương nè, xin chào Candy Lê. Xin chào đoàn mến, 62 tuổi mà còn trẻ hơn con nữa. Ê ê, không có sụt tuổi nha. Việt Thảo 64 tuổi nha. Ngọc Hào, Nguyễn Thái, xin chào Lê Khánh Duy, Vi Hồng Mến, watching Vi Hồng Mến ở đâu ta? Lưu Vĩnh Xuân, xin chào Tuyên Đạt, sao chú không ra đĩa hài nữa chú? Chú chưa có ra đĩa hài bao giờ. Đĩa hài đó là hoàn toàn của Trung tâm Vân Sơn, chứ không phải là của Việt Thảo. Nếu là của Việt Thảo thì Việt Thảo đã upload được lên trên post trên YouTube để cho các bạn xem rồi. Vì là hài của Trung tâm Vân Sơn cho nên Việt Thảo không được phép. Việt Thảo không có đĩa hài nào. Có thể nói tới giờ phút này Việt Thảo là người không có tác phẩm. Không có tác phẩm là không có cái gì để lại cho của mình hết. Không có CD, không có DVD, không có hài, không có gì hết. Vi Hồng Mến, xin chào Du Văn Trương, xin chào ba Lê Minh Đức, xin chào Lê Minh Đức, Trịnh Như Lực, cùng họ ngang tonight mời chú Chế Linh đi chú. Kỳ rồi ở bên Denver, Colorado thì Việt Thảo có hát chung với Chế Linh nha, do một cái hội Quan Lai tổ chức để nhằm gây quỹ giúp cho Quan Lai ở Việt Nam, thì có gặp anh Chế Linh và có nói chuyện, thì anh Chế Linh bận lắm, anh đang về Việt Nam. Ê, chơi kỳ quá à, nói chuyện quên ăn uống luôn rồi. Cho thoải mái chút nha, ăn sáng cái đói bụng quá. Nguyễn Hoàng Khôi, chú đi đâu vậy? Chú đi show. Tí qua Phúc Nguyễn, xin chào Phúc Nguyễn, Phước Vĩnh Trần, Mặt Trời Chân Lý, thích video của chú, xin cảm ơn. Thảo Văn Nguyễn, xin chào. Thoại Quyền hả? Con thích coi Đường Về Cà Mau. Khi Việt Thảo nghe nói Đường Về Cà Mau thấy hơi ngạc nhiên. Một là do các bạn đặt ra, hai là do ở bên Việt Nam lúc đó làm lại những cái đĩa sang không có được phép của Trung tâm Vân Sơn, cho nên tự đặt một cái tên là Đường Về Cà Mau. Thực ra thì cái DVD Vân Sơn mà thực hiện khi có Việt Thảo, Vân Sơn, Bảo Liêm, nó là Những Nẻo Đường Miền Tây, chứ không phải Đường Về Cà Mau. Những Nẻo Đường Miền Tây là sao? Là đi, mục đích là đi về Việt Nam, đi về Cà Mau, nhưng đi gì không được cho nên đi cà dầm, cho nên để chi, để tạo cái cơ hội, đó là cái cớ để mà mình có những cái bài hát hay những vở kịch ở những cái địa điểm khác nhau ở miền Tây, cho nên đó là chủ đề Những Nẻo Đường Miền Tây. Cũng như cái cuốn Vượt Biên Giới là ở Thái Lan nha, hay là ở bên Cambodia, nó là Đạo Nghĩa Giang Hồ, có cái tên rõ ràng lắm. Tại vì cái kịch bản đó là Đạo Nghĩa Giang Hồ, còn chứ không phải là ba chàng đi khắp thế gian hay đi khắp cái gì hết trơn á. Có lẽ là bên Việt Nam đặt là những cái tựa khác. Xin lỗi, trong khi Việt Thảo nói chuyện thì không có nhìn vào trong màn ảnh để mà đọc tên các bạn được. Xin lỗi nha, nếu bạn nào chưa có được đọc tên thì xin bọc đầu âm post hình lại. Và hãy share, các bạn nhớ share cái video này. Khi các bạn đang xem có thể share được cho những người bạn của các bạn để mọi người có thể cùng tham dự livestream với Việt Thảo. Thực sự thì Việt Thảo không có nhiều thời gian để livestream, và nhân khi nào có dịp là Việt Thảo làm liền. Đó là lý do tại sao mà mình không thể thông báo trước được cái thời gian livestream nhé. Kim Nguyễn về miền Tây chơi anh Thảo ơi, rất muốn Quỳnh Thanh reaction về Vượt Biên Giới đi bác. Lưu Minh Ngọc, chú Thảo nhớ tháng 6 này là sinh nhật mẹ. Không kịp đâu, không kịp. Nguyên Phạm, tonight Việt Thảo mời Minh Tuyết đi chú, mời rồi nhé. Chấp nhận hiện tại is watching bring them. Vĩnh Phúc, chào con đi chú Thảo, xin chào Vĩnh Phúc. Xin chào Trương Quốc Thái, chuyện bên lề mới bao giờ có vậy chú? Chú hỏi lời con coi chuyện bên lề cũ tới số mấy rồi nha. Hiện giờ thì công trong tay Việt Thảo chắc chắn là cái livestream này sẽ là chuyện bên lề số 651. Tại vì mình có 650 rồi phải không ạ? Hình như vậy. Rồi sau đó là chuyện bên lề 652 đã thu hình rồi, đó là mình nói về nhà báo
Đinh Quang Anh Thái, người nói tin tức online. Thấy chưa? Dùng cái chữ nói tin tức nó khác với đọc tin tức nha. Phần lớn bây giờ các sướng ngôn viên, những người đọc tin trên truyền hình là đọc tin tức. Có khi mình thấy họ nhìn nói chuyện nhưng mà trên ở cái prompter, tức là trên màn ảnh của cái camera phía trước đó, nó có chữ hiện lên, người ta nhìn thẳng vào đó người ta đọc được. Còn nói tin tức đây là soạn tin tức ra rồi, thuộc lòng bài tin tức đó, thuộc rồi, bắt đầu là nói. Chỉ nhìn liếc nhìn giấy là những cái chữ nào, những cái dữ liệu mà mình cần biết chính xác nha, thì mình mới nhìn thôi. Chứ phần lớn tin tức là nắm trong lòng, thuộc lòng rồi, hay là biết rồi, nhớ rồi. Và nắm tin tức để mình nói chứ không phải là đọc. Phần lớn là đọc hết nha, nhưng mà cái này là tin tức mà nói. Trọng Nhân về Đồng Tháp chơi, xin chào. Chấp nhận hiện tại, xin chào. Tắc Tuyên hả? Chào chú, xin chào. Chào Vũ Nguyễn, chào Nam Não, xin cảm ơn. Nguyễn Quân, chào em trai Việt Thảo. Ê, xin chào anh Nguyễn Quân. Thường quá đúng không anh Nguyễn Quân? Anh chị với hai cháu đi ăn gặp nhau, mình gặp ở Tân Cảng nè, gặp ở Hương Đồng Cỏ Nội nè. Yeah, nhất định nha, nếu mà có về Việt Nam là phải thăm nhau. Kỳ rồi có nhìn thấy anh chị đi bên Singapore. Rồi sẵn đây nói luôn, nếu Việt Thảo về sẽ ghé qua Châu Đốc để thăm một người em đang tu ở đó nha. Ở hình sư tỉnh xá Ngọc Châu, ở Châu Đốc thì phải. Đỗ Minh Thông, xin chào. Xin chào Brian Trần, chú Thảo quê ở Cà Mau nhé. Dạ, yeah. Xin chào Haru Trần, xin chào Ngọc Phụng. Khi nào chú ghé Louisiana? Ê, ghé rồi nha. Ghé Louisiana vào tuần trước 3 ngày luôn, 4 ngày luôn. Đến đó thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật là 3 ngày hội Tết tại Versailles của giáo xứ Maria Nữ Vương Việt Nam. Có mặt ở bên đó nha. Đã về rồi. Trần Duy Thoại, xin chào. Xin chào Trung Võ, xin chào Quy Phạm. Chừng nào mới có chuyện Minh Lề? Chuyện Minh Lề là 6/51 là có liền sau cái này. Thì Việt Thảo sẽ ráp lại là thảy lên trên YouTube liền. Dư Dân Trương, bác có đọc bài viết, một con viết ngắn gì đó, Dư Dân Trương nhắn lại. Michael Lê, xin chào Thùy Trang, Trần Thị. Xin chào Dũng Ngô, xin chào Lê Phúc. Kêu nói chuyện ma nghe chú ơi. Một cái chuyện ma, ma hay không thì mình không biết. Có thể là do cái cánh cửa tự động gió nó thổi chăng. Nhưng mà tối hôm qua xin lỗi nha, nếu nói chuyện này thì tôi không có nhìn đọc thấy các bạn ở trên online. Tôi đóng cái cửa phòng lại, tại nơi tôi ở có một mình một thôi, có một người ở. Thì cái cửa phòng khi đóng lại không có lóc, nhưng mà cửa phòng á, tại vì cái chốt cửa nó kẹt cứng lại, thì muốn mở cửa là mình phải kéo nó ra, đưa tay kéo nó ra nó mới ra. Còn bình thường không có cái gì ra được, mà trong nhà đóng cửa kín hết. Thì khi đóng cửa lại rồi, tôi mới xoay lưng ngồi vô bàn, tại vì ngồi vô bàn nghe là thì cái cửa phía sau lưng. Thì tôi mới chưa kịp ngồi xuống thì tôi nghe cái cửa mở bật ra. Tôi xây là tôi nhìn cái cửa mở bật ra, tôi nói không có giỡn nha, lên tiếng liền, không có giỡn nha. Tại vì tôi biết cái cửa đó không có ai mở được hết, trong nhà tôi một mình nữa, có một mình một mà cái cửa bật ra, tôi nói không có giỡn nha. Xong rồi tôi đến mở cái cửa ra luôn, tôi nói thêm một tiếng nữa, không có phá nha, không có giỡn, để tôi làm việc. Xong bật đèn lên hết, mình coi, tại vì đâu có biết được, có thể là nhiều khi có ai vô trong nhà mình không biết. Tôi coi hết trong nhà không có ai hết, không có cửa vẫn đóng kín hết. Sau đó tôi tắt đèn đóng cửa lại. Rồi làm việc thì không có gì. Có một điều là khi đóng cửa làm gì tôi đóng, phải đóng mạnh vô và nó kẹt cứng ở đó. Nó không bung được. Tôi ghét, tôi lấy cái vali tấn ngay vô đó một cái nữa. Và sau đó không có cái gì xảy ra. Như vậy nó có hai cái trường hợp. Một là do mình đóng lại nó chưa sát, cái cửa tự động nó bung ra làm mình giật mình. Đó là cái sự sơ suất của mình. Nhưng mà tôi nhớ tới đóng cửa cứng đàng hoàng. Còn nếu đã đóng cửa cứng mà nó bung ra như vậy là phải có một cái lực nào đẩy. Cái lực đó là một cái luồng gió, hay là do mình làm cái gì đó động đẩy nó bung ra, mà không có gì động đẩy cả. Mà gió thì ở trong phía chỗ nơi mình ở không có. Như vậy phải có một cái lực nào đẩy cái cửa ra. Cũng hơi nổi óc một chút xíu, nhưng mà tôi cũng lì lắm.
tôi la ngược lại nó, đừng có phá. Dạ. Nếu các bạn tình cờ hỏi chuyện ma thì ngay tối hôm qua là cái chuyện nó xảy ra như vậy. Thì nếu chúng ta tin rằng đó là có một cái lực vô hình, một người nào đó muốn nhắc nhở mình, kêu gọi mình thì đó là có. Mà nếu mà do một cái gì trùng hợp thì mình không biết. Nhưng mà suy nghĩ hoài, không có cái gì mà có thể đẩy cái cửa ra. Trừ trường hợp, một là mình kéo nó ra, hai là bên ngoài phải có người đẩy vào. Ok, đó là chuyện mới nhất. Đoàn Mến xin chào. Chú ơi, con ở một mình đó. Phùng Phụng Ngọc, cái gì dài quá đọc không kịp. Nói con ở nhà một mình đó thì Việt Thảo mới nhớ sự như thế này. Các bạn ở nhà một mình cẩn thận, bao giờ cũng vậy. Thứ nhất là nhắc lại nha, vấn đề bếp nút, cửa, củi, lửa. Nhớ tắt bếp đàng hoàng. Những cái bếp than bây giờ ít có xài nhưng mà còn phải thiệt là tắt luôn. Đồ mà đang nấu dở dang, nếu mình bận làm việc gì thì nên tắt hay bắt qua cái bếp khác để đó. Đừng bao giờ để trên bếp lỡ quả hoàng, rất cẩn thận nếu ở một mình trong nhà. Cái thứ hai là các nhà ở bên Mỹ nha, ở ngoại quốc, nên gắn cái alarm, nó gọi là fire alarm, để khi có khói hay là những cái gì đó sức nóng quá độ thì nó sẽ báo động. Và trong nhà gắn một cái đo, nó gọi là hình như cái tên kia không nhớ, một cái loại khí mà không có mùi vị, không có thấy được mà rất độc, ngửi vào ngạt có thể chết người được. Nó phải có cái báo động đó nữa. Ở nhà nó có hai hệ thống, một là alarm, fire alarm, hai là hệ thống báo động có chất khí độc trong nhà. Các bạn nhớ nha, đi ra ngoài Home Depot hay đâu cũng vậy, mua về để gắn trong nhà. Cái đó là bất cứ nhà nào cũng đòi hỏi phải có nha, rất là quan trọng. Xin chào Đức Kevin, xin chào Phúc Thiên An Hồ, Nga Mi, chào anh Việt Thảo. Wow, Nga Mi nào đấy? Không lẽ là ca sĩ Nga Mi? Hay là trùng tên, xin lỗi nha, Phương Lan Thái Thị. Anh Việt Thảo kỳ này hơi ốm. Nói cái vụ ốm thì có. Hơi chút xíu chứ chưa được như ý muốn nha. Như ngày đầu năm ở trong chương trình Tonight with Việt Thảo thì có hứa với mọi người là cái ở bên Mỹ nó có cái là hay là ở đâu cũng vậy, ngay ở cũng vậy. Ngay cái ngày đầu năm đó, thường thường người ta có một cái resolution nhé. Resolution là cái mục đích, cái chỉ tiêu đặt ra trong năm đó. Thì Việt Thảo có nói là trong năm 2018 Việt Thảo sẽ giảm 20 pound, tức là khoảng 9-10 kg nha. Mà nếu không làm được điều này là tôi sẽ không làm host cho chương trình Tonight with Việt Thảo nữa. Một cái lời hứa chắc chắn như vậy, mà tôi tin tôi sẽ làm được. Cũng như vấn đề hút thuốc lá, vậy tôi nói tôi không đụng tới là không bao giờ đụng luôn cho tới bây giờ. Từ năm 2011 tới bây giờ là bao nhiêu năm ha? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, cũng 6, 7 năm rồi. Tới tháng 8 này là 7 năm. Có người sẽ nói, ô, mới có 7 năm ăn thua gì, đường đời còn dài. Nhưng tôi nói làm được là được cả đời nghe, không bao giờ đụng tới luôn. Cái chữ đụng đây có nghĩa là không hút. Đụng có thể nhiều khi người ta nhờ lấy gói thuốc lấy giùm được, nhờ một đứa thuốc cầm đứa thuốc đưa được, đốt lửa giùm được. Nhưng mà không hút, không. Không muốn. Có người nói ồ hút hơi xả dao đâu sao, không ngăn, không là không. Thì chắc chắn năm nay Việt Thảo phải sụt xuống, giảm xuống từ 170 còn 150 nha. Chắc chắn phải được điều đó. Đó là mình muốn. Cho nên các bạn trong đời sống cũng vậy. Khi Việt Thảo nói điều này thì có người sẽ nói rằng thì anh muốn giảm cân thì kệ, anh mắc mới vậy anh phải nói ra. Cái nói đó là để cho mọi người cùng hỗ trợ cho mình. Và cái nói đó để chi? Mình giữ thể diện của mình. Mình vì uy tín, con người có uy tín, giữ cái lời nói, tiếng nói của mình. Mình phải làm cho được. Còn không mình nói, mình không nói ra, mình không làm được, không ai biết. Phải không nè? Cho nên cái sự nói ra đó là một cái sự ràng buộc, bắt buộc mình phải làm vì mình muốn giữ cái uy tín đối với mọi người. Chính các bạn là nguồn động lực giúp cho Dịch Thảo giữ được cái lời hứa của mình. Tôi phải giảm cân, giảm 20 pound trong năm 2018. Cho mình 2018 là nguyên một năm 12 tháng là quá sướng đó. Đúng là phải thời hạn là 3 tháng hay 5 tháng, 6 tháng. Đúng không nè? Nhưng bây giờ có giảm chút đỉnh được. Chạy bộ được 2 bữa. Có bữa chạy được 2 tiếng, có bữa chạy được 1 tiếng rưỡi chẳng hạn. Nhưng mà ít quá, phải thêm nữa nha. Ốm là chút đỉnh rồi. Linh Đa Lam, xin chào. Nguyễn Ngọc Mùi, chừng nào về Việt Nam vậy chú? Cái này không biết được nha. Nguyễn Hoàng Khôi, chú có về miền Tây không? Dạ cũng chưa biết. Nói tới đây đó, xin lỗi nha, xin lỗi các bạn đang online mà Việt Thảo không có xin chào được. Việt Thảo có xem một cái video clip trên YouTube hay trên Facebook gì đó. Thấy một cái chiếc xe hàng, xe chở hành khách.
chạy. Mà chạy làm sao mà đụng cán luôn một loạt luôn mười mấy hai chục người. Những người ở bên dĩa lề đường, có những người đang chạy xe, đụng xe hơi, có đụng luôn cả xe Honda. Và thậm chí có người kẹt ở dưới chiếc xe, đầu xe. Rồi cuối cùng mọi người dở lên mới kéo được cô ta ra. Người tài xế chạy đâu mất rồi. Thấy nguy hiểm quá. Như vậy rồi làm sao dám đi đứng gì ở trên đường phố. Đương nhiên tai nạn ở đâu cũng có, xe cộ chỗ nào cũng có. Nhưng mà thấy sao đường xá của mình nó vẫn còn lung tung quá. Nó chưa có vô hệ thống làm sao á. Mà nay nấy chạy làm sao á. Dành đường lấn đường thấy rất là nguy hiểm luôn. Nếu mà người ta ý thức được về tốc độ, về nhường nhịn nhau, hay là giữ được cái sự an toàn cho những người đi bộ, cho những người lái xe khác, và thậm chí cho cả hành khách trong xe mình, và cho chính bản thân của mình, thì tai nạn không thể xảy ra nhiều tới như vậy. Còn một cái nữa nha, xin lỗi, ái da, mũi. Nhiều khi tôi nói thật lòng đó, thì đụng chạm, mà tôi nói là nói ngay cái người đó, chứ không phải nha. Nhiều khi tôi nói cái anh em bắt lỗi. Vì tôi đang nói chuyện ở Việt Nam, tôi nói, thí dụ tôi dùng cái chữ ngu là nói cái người đó, chứ không phải là nói người ở Việt Nam ngu. Cho nên nhiều các bạn không hiểu, cứ bắt lỗi hoài nhé. Có một anh khi mà dùng cái con đội, đội cái xe lên đặng đem người phụ nữ đó ra. Cái chuyện đó là được, vì cái đội xe đội lên là phải. Nhưng vì cái đội nó quá nhỏ, không phải là đội lớn, cho nên đội lên được mà chưa người phụ nữ kéo ra được, vì nó không có lên nhiều. Thì lập tức có một anh khác vô, ảnh nhiệt tình thôi. Anh đưa vô hai cục gạch tiểu. Rồi anh mới đưa cục gạch tiểu đứng lên gì? Anh muốn để vô đặng đổi chiếc xe. Xin lỗi nha, cái cục gạch tiểu này chịu không nổi đâu. Cái sức xe nó đè. Bể cục gạch tiểu thì nó đè luôn cả những người khác nữa. Thấy chưa? Cho nên đó là do cái sự không hiểu biết về cái độ cứng, hay là cái độ bền, hay là cái sức chịu đựng của viên gạch của với một cái chiếc xe nặng như vậy. Mà vì cái nhiệt tình quá, anh đưa vậy, may là người ta không dùng. Chứ nếu dùng cái đó, có thể xảy ra tai nạn nữa. Còn nếu mà thật sự anh em thiệt tình nói nhau, nói cái đó là ngu. Ngu là gì? Ngu là không biết, không hiểu rồi làm bậy nha. Hay là nói bậy, đó là ngu. Mà khi nói điều này, tức là tôi nói cái người, cái anh mà đưa cục gạch đó, do nhiệt tình không hiểu biết mà ngu, có thể dẫn đến cái nguy hiểm. Rồi nhiều khi anh em nghe ba chớp ba sáng đang nói về tình hình Việt Nam, chuyện Việt Nam xảy nạn, không hiểu vô nấy, tại sao chú nói người Việt Nam ngu? À, đâm ra lại có chuyện nữa, đúng không nào? Mà cái này nó đã xảy ra ở trong một cái chuyện bên lề nói về cái cơm gà ở Houston. Tôi đang nói về một số bạn ở Việt Nam, khi nói ở Việt Thảo đi ăn chực, thì tôi nói những cái bạn đó ở Việt Nam, nói tôi ngu đó, nói tôi ăn chực là ngu. Mà thậm chí tôi còn nói thêm, cha mẹ cũng ngu mới sinh ra con mà không biết dạy. Đó là cái lời nói rất chân tình đối với những cái người đó nha. Thì nhiều bạn không hiểu vô nói những người ở Việt Nam ngu, anh không phải người Việt Nam sao chẳng hạn. Rồi, đúng là chuyện bên lề nha, nói lung tung beng hết trơn. Bây giờ mình tiếp tục để xem coi. Tôi thấy rất nhiều quả tim bay lên, nhiều cái like hiện lên, rồi pop up cái gì ngộ lắm, cái gì mà nổ ra. Cái đó là cái gì vậy? À, có con cá hả, cái gì đó không hiểu. Vui quá. Ồ, thương không? Mà không biết ai hấp dẫn. Tên Đỗ Minh Thâm nè. Dương Rio, hello. Xin chào Vương Hồng Vi Hồng Mến. Vụ đó hôm trước con cũng xem ngồi mà niệm Phật. À, ngu cộng dân thành phố. Cái câu này anh Việt Thảo có nghe rồi. À, ở Việt Nam. Ngu cộng với nhiệt tình thành ra phá hoại. Cái này đúng không có sai. À, mà vấn đề là cái người đó không thấy ngu. Không thấy họ ngu hay là thiếu hiểu biết. Cho nên họ vẫn tiếp tục làm. Và cái sự phá hoại đó nó tan nát ở trên rồi. Ừ. Trần Đăng hỏi chú Việt Thảo năm nay bao nhiêu tuổi. Nếu các bạn theo dõi Việt Thảo thì biết nha. Việt Thảo sinh năm 1954 ngày 3 tháng 2. Tức là được 64 tuổi. Tôi hay đùa vui hoài à. Ngày 3 tháng 2 là ngày sinh nhật của đảng. Hình như đảng Cộng sản Việt Nam. Lúc đó đảng Lao động Việt Nam thành lập từ năm 1930. Việt Thảo thì sinh ngày 3 tháng 2 năm 1954. Cho nên mỗi một năm, thường thường cả nước tổ chức mừng sinh nhật đảng, thì tôi hay dẫn chơi, tôi nói tôi không cần tổ chức sinh nhật cho tôi, tại vì có cả nước ăn mừng rồi. Sướng không? Cái người nào mà sinh nhật mà cả nước ăn mừng được là quá vui luôn. Cho nên năm nào đó cả nước ăn mừng sinh nhật là coi như tôi ăn ké đó. Ừ. Tuyết Nguyễn, không kịp. Trương Quốc Thái, xin chào. Xin chào Nguyễn Hoàng Khôi. Chú kết bạn nha. Cái kết bạn trên Facebook, nó tùy duyên nữa.
Hiện giờ nhiều bạn đang chờ, chờ để kết bạn. Mình có thể kết bạn được bằng cách các bạn gửi cho Việt Thảo sẽ không không thể các bạn không kết bạn được với Việt Thảo, không có add được tại nó đầy. Thì send cái request, Việt Thảo accept không được không? Việt Thảo phải send cái request, tức là cái yêu cầu các bạn, thì lúc đó các bạn accept, tức là chấp nhận thì mới được. Nó cũng tùy duyên, có khi tình cờ ai lòng cũng như hên xui à, hay là lúc vui buồn. Nhiều khi vô tự nhiên thấy có người chú ơi kết bạn với con đi, chú cái vô kết bạn liền là được. Rồi có khi có nhiều request hoài mà sao mình không có kết bạn, không hiểu nha. Chắc bữa nào ngồi coi lỡ hết coi. Xin lỗi nha. Bây giờ để Nguyên nghĩ cách nào để kết bạn được hết. Nguyễn Hoàng Khôi, xin chào Phụng Ngọc. Xin chào Sơn Thái Nguyễn, 64 mà chú còn trẻ. Dạ, cảm ơn. Quỳnh Phương Nguyễn, Vích Gia, cháu chào chú Thảo. Nobi, Nobita, xin chào. Phi Long, hey, xin chào Phi Long. Vi Khánh, hello. À, thử bây giờ mình add một cái người vô camera thì sao ta? Thử không? Vi Hồng Mến, Minh Sơn, xin chào Haru Trần. À, bây giờ nếu có cái bạn nào mà hiện ra trong ấy thì mình add thử vô coi sao người đó nói chuyện chung phải không ạ? Để thử nha. Nhìn thấy chú Việt Thảo, Đạt Mata is watching, Đỗ Hiếu. Không hiểu sao không vào thẳng fanpage bằng MC Việt Thảo là sao? Hỏi lại đi, hỏi lại nha. Nguyên Phùng quanh tôi biên vô thử nha Nguyên Phùng, được không? Vui làm sao ta? Thấy hiện lên thôi. Nguyễn Thanh Duy, Ngân Nguyễn quanh tôi biên vô video. Mình làm sao ta? Làm sao ở đây nó hiện lên đây? Chưa biết, để nữ Việt Thảo nghiên cứu lại. Xin chào Đặng Nhân. Đạt, xin chào Haru Trần, Đạt Mata, xin chào. Chúc vui vẻ. Phi Long, khi nào qua Na Uy nữa anh ơi? Rồi, nhớ Phi Long là ai rồi. Ủa? Khoan. Phi Long, xin lỗi lỡ quá là con hỗn lắm. Phi Long, có chừng lộn. Một là Phi Long là cái người chơi keyboard, chơi đàn. Hai, nếu Phi Long con chào chú là nhỏ. Còn Phi Long kia là hình như thầy gì đấy. Lộn rồi, đầu óc lẫn lộn rồi. Thu Nguyễn xin chào, Tùng Lê, gọi là đệ nhất MC. Xin chào Phan Tuấn Kiệt, hello. Như Nguyễn, hai chú không nhìn thấy con comment, xin thấy rồi. Hello, xin chào Như Nguyễn, xin chào Hải Thanh, xin chào Dương Rio. Chú ơi, con biết chú Cà Mau mà ở huyện nào? Dạ thưa quận Đầm Dơi. Thanh Huy, xin chào chú Việt Thảo, xin chào Vi Hồng Mến. Chú ơi, như vậy thì cái like của chú sẽ bị lắc ạ. Là sao? Cái like bị lắc là sao? Không hiểu. Đọc không kịp. Cái gì đọc không kịp? Cái vụ em mới nói vụ mà bên MC Dược Thảo nè. Cố gắng coi lại. Đoàn Mến, ngày nào cũng lên nghe chú nói chuyện. Ngày nào cũng lên nghe chú nói chuyện không quan trọng bằng... À xin lỗi, nói vậy hơi kỳ. Quan trọng. Nhưng mà quan trọng hơn nữa là hãy giới thiệu cho mọi người biết cái channel YouTube của Việt Thảo nha. À thắc cười lắm. Cái YouTube của Việt Thảo hiện giờ subscriber là khoảng 230 mấy ngàn, 240 ngàn gì đó. Thì có nhiều bạn nói sao mà subscriber ít quá. Nó không giống như ở bên Việt Nam, lên cả mấy triệu rồi không triệu. Bây giờ mình đăng cử ngay cả trung tâm Thúy Nga nha. Một cái trung tâm lớn, trong đó có mấy chục, có cả trăm ca sĩ đã tham gia vào trung tâm Thúy Nga, đã ra được hàng mấy, một hơn cả trăm cái đi bộ DVD, dạ, rất nhiều CD, DVD, CD đó, ca nhạc của ca sĩ. Và trên YouTube hiện giờ subscriber chỉ được khoảng hơn 1.000, à xin lỗi, bậy bạ, hơn 1 triệu. Thì bây giờ Việt Thảo chỉ là một người, so với một cái trung tâm Thúy Nga, không là cái gì hết, chỉ là một cá nhân bình thường, mà mình có subscriber là hơn 230 ngàn. 230 ngàn nha. Thì so với một người bạn ở trong nước cũng không bằng, tại vì trong nước mình bao nhiêu, trong nước mình tới gần 100 triệu dân số. Và các bạn ở trong nước được xem chương trình trên TV, chương trình video ca nhạc rất là quen thuộc. Riêng Việt Thảo ở hải ngoại thì cái dân số người Việt ở hải ngoại khoảng 4 triệu, giỏi lắm 5 triệu đi, nó không là bao nhiêu. Với lại Việt Thảo cũng không có là cái gì, cho nên cái subscriber mà hiện giờ là hơn 230 ngàn
thực sự mà nói đối với Thảo là con số rất lớn. Nếu vấn đề là nếu mình hay, hay mình giỏi, hay những cái video của mình mà mọi người thích, thì đương nhiên tự động người ta sẽ subscribe nhé. Cái đó không có bắt buộc được. Cho nên khi mà thấy cái số lượng subscribe tăng lên, cái đề tài của mình, những cái video mình thực hiện cũng được có một số người theo dõi. Nếu các bạn nào cảm thấy rằng những cái video của Việt Thảo thực hiện, chuyện bên lề, đi ăn ở các tiệm ăn, hay giới thiệu văn hóa ẩm thực, hay là tâm tình với nhau, hay những cái livestream như này, thì các bạn hãy giới thiệu cho nhiều người biết đến. Nhiều subscriber thì khi Việt Thảo post lên, tự nhiên những người đó đều nhận được, coi hay không còn là chuyện khác. Hãy giới thiệu cho nhau. Việt Thảo rất mong muốn, không phải vấn đề là cái con số subscriber, cái con số người đăng ký nhiều hay ít, mà càng đăng ký nhiều thì cái những cái gì Việt Thảo làm được còn được nhiều người xem. Mà những cái gì Việt Thảo làm là do cái tấm lòng của mình muốn để cho các bạn có cái niềm vui trong cái đời sống này. Có bạn xem chuyện bên lề, qua cái lời khuyên của Việt Thảo hiện giờ đã đến định cư tại Mỹ và thành hôn đàng hoàng. Có bạn xem chuyện bên lề và nghe tâm tình của Việt Thảo đã bỏ đi cái ý định tự tử của mình và làm lại cái cuộc đời tốt hơn. Nhiều lắm, nó có nhiều cái thành tựu. Có người xem chuyện bên lề của Việt Thảo bỏ thuốc nha. Dạ. Rồi, bây giờ chuyện bên lề lại tiếp tục để coi mấy giờ. Ồ, 6:41. Ồ, hồi nãy mình hẹn tới 7 giờ phải không? Hoặc 7:10. Cũng còn 20 phút còn nhiều. Ăn miếng bánh đó nha. Chúng ta là giờ này là giờ breakfast của Việt Thảo. Dương Tiểu Thơ, xin chào, không cần em. Đã nói không cần em rồi còn hỏi gì nữa. Đỗ Minh Thông. Mới thật coi giật mình. Hình như Đỗ Minh Thông nói là cái gì? Không lẽ những cái subscriber toàn là ảo? Không phải đâu. Mình không biết nha. Việt Thảo không biết điều đó. Có cái tin này mà không biết có thiệt hay không. Các bạn cho Việt Thảo biết. Có người nói rằng cái like ở trên Facebook hình như có đôi khi, ủa có không ta, người ta nói nha, không biết có thiệt không chứ hỏi, giống như người ta bỏ tiền ra để mua likes, có không vậy? Cái đó Việt Thảo hoàn toàn không biết nha. Chưa hiểu. Vì Hồng Bến đang post cái gì? Sorry nha, nhanh quá, để coi, đang coi cho kịp. Kim Ngân chào chú. Có nhiều người nói là bỏ tiền ra mua likes trên Facebook, có không? Còn bây giờ, như vừa rồi có em nào nói, Vì Hồng Bến phải không, hay ai đó nói là cũng như cái subscriber hay là người đăng ký ở trên YouTube là do, ủa ảo là sao? Không lẽ người ta có thể tạo ra được những cái subscriber đó? Không hiểu nha, không hiểu. Dạ. Tí qua có chừng nghẹn anh Nhật Thảo ơi. Xin chào Nguyễn Dũng, xin chào Tiên Ngô. Chính xác mua được ạ. Đỗ Hiếu, chú đăng like bên Facebook cá nhân Thảo Việt Trịnh, còn chú vào fanpage cho chú nhấn like là nó sẽ like bằng MC Việt Thảo. Oh, ok. Hiểu rồi. Tức là bên MC Việt Thảo mình vẫn có thể livestream được phải không ạ? Dạ. Như vậy thì nên livestream bên Thảo Việt Trịnh, rồi mình post connect qua MC Việt Thảo, hay livestream trực tiếp bên MC Việt Thảo thì bên Thảo Việt Trịnh các bạn của Thảo làm sao coi? Cái câu hỏi này đặt ra, có ai trả lời giùm mình nha. Nguyễn Thư, chú ơi, uống trà có gừng ăn chung không chú? Dạ không, cái này cà phê nha. Chào anh Việt Thảo. Xin chào Yến Ngọc. Di Hồng Bến, dạ có đó chú. Ủa, như vậy là vấn đề like là mình có thể mua được sao? Vấn đề subscriber là mình có thể mua được sao? Thôi, Việt Thảo nói thật, không chọn con đường đó. Việt Thảo chọn con đường, nếu các bạn yêu thích cái Facebook của Việt Thảo, nếu các bạn yêu thích cái channel YouTube của Việt Thảo hay là Twitter của Việt Thảo, các bạn hãy giới thiệu cho mọi người, tôi thích con đường đó hơn. Nếu không giới thiệu thì mình phải biết rằng mình chưa có đủ cái sức hấp dẫn hay là chưa đủ cái đề tài để cho mọi người yêu thích. Riêng những cái đề tài Việt Thảo làm trên YouTube hiện giờ có thấy là những cái nào liên quan đến ăn uống thực phẩm thì người ta xem đông hơn, các bạn xem đông hơn. Còn những cái đề tài về tâm tình thì ít hơn. Nhá. Hình như mọi người thích coi cái gì nó vui chứ còn tâm tình á,
những cái chuyện bên lề về tâm tình trả lời thư tín thì Việt Thảo có một số fan của Việt Thảo theo dõi thường xuyên, vì những người đó muốn coi cái cách Việt Thảo trả lời cho một người hay là một cái đề tài nó như thế nào. Nhiều khi người ta rút được kinh nghiệm trong đời sống. Có báo tin là tháng 5 từ ngày 13 cho tới ngày 25 tháng 5 này, Việt Thảo sẽ đi Hawaii, tức là một cái đảo ở ngoài khơi, hình như biển Thái Bình Dương nhé. Ngoài khơi biển Thái Bình Dương, để thực hiện một loạt phóng sự, một cái nơi được gọi là thiên đàng của hạ giới. Cái câu này, cái chữ này là cái chữ dùng trước năm 1975 nói về cái quần đảo Hawaii, dạ. Và được gọi là sứ thần tiên, hình như sau năm 75 gọi là sứ thần tiên. Định làm là 10 episodes, tức là 10 tập, mỗi tập khoảng 45 phút hay 1 tiếng, về những cái du lịch, ẩm thực, về văn hóa, về sinh hoạt đời sống của một nơi gọi là sứ thần tiên đó, quần đảo Hawaii. Thời gian thu hình là khoảng 10 mấy ngày gì đó nhé. Thì mong các bạn sẽ theo dõi. Và cái việc thực hiện này là một sự tốn kém rất nhiều, cho nên Việt Thảo sẽ có nhờ những người nào muốn tài trợ thì sponsor, gọi là sponsor tức là tài trợ cho chương trình, thì Việt Thảo sẽ cho quảng cáo vào ngay. Lần này thì các bạn sẽ xem cái phóng sự đó ở Hawaii gì, nhưng mà ngay trong giữa cái video clip, ngay trong giữa cái phóng sự đó, cái cuộc hành trình đó, có giới thiệu thẳng luôn những nhà sponsor, vì chính những người đó họ sẽ giúp cho mình có cái phương tiện để thực hiện video. Mười tập đó thực hiện tốn ít nhất cũng phải là 50.000. $50,000 nha các bạn. Nói điều này thì các bạn không có thể không tin hoặc giật mình, con số nó lớn lắm ạ. Đó là chắc mót lắm đó. 10 cái tập này tốn kém ít nhất phải $50,000. $50,000 USD nha. Cho nên nếu mà không có người tài trợ, Việt Thảo thực hiện một mình thì cái tiếng Việt Nam gọi là rất là căng. Ha ha ha. Tí qua còn nhớ Birmingham không anh Thảo? Tôi nghe chữ Birmingham nhớ liền lập tức. Nếu mà không sai, Birmingham là ở bên Anh Quốc nhá, Anh Quốc. Việt Thảo qua Birmingham nhân chuyến trình diễn kỳ mà cái vụ hoa hậu gì đó. Phải không? Và lúc đó thì có hình như Xuân Hiếu, MC Xuân Hiếu đến từ Việt Nam. Và mọi người có đề nghị làm chung. Thì Việt Thảo muốn dành hết thời gian đó cho Xuân Hiếu để mà giới thiệu giữa tiếng Việt, tiếng Anh. Còn Việt Thảo thì thỉnh thoảng xuất hiện để cổ động mọi người cho vui. Xin chào Tài Trân. Đúng rồi, kỳ thi Hoa hậu. Xin chào Quỳnh Chí Thanh. Chú còn nhớ bún nước lèo không ạ? Bún nước lèo đâu cần phải nhớ. Tại vì có chuyện quên mới là phải có nhớ. Còn cái này bún nước lèo đâu có bao giờ quên được, không nè. Okaranya Hikara. Cái gì đối danh? Vi Hồng Mến. Cái gì đó? Lẹ quá, đọc không kịp. Châu Long, xin chào Vạn Hiệp. Tuy qua, yeah. Hắc Công Tử. Chú ơi, về miền Tây mình qua những món ngon của quê hương đi chú. Vừa rồi thì Việt Thảo có giải thích về vấn đề đi thu hình ở Việt Nam. Thì cũng có bạn không đồng ý. Các bạn nói rằng Việt Thảo thì cũng giống như những người khác đi về cứ quay du lịch ẩm thực thì đâu có ai làm phiền hà. Các bạn không hiểu mà nói hoài cũng vậy. Thành ra tôi không biết giải thích làm sao. Việt Thảo khác với những người đi du lịch khác. Vì Việt Thảo là một nghệ sĩ hay là một MC, một người nó liên quan đến trình diễn, nó gọi là entertainment. Nha. Cho nên tất cả những việc làm của Việt Thảo, dù là đi chơi, du lịch, dù là quay phim chơi cũng không được, là tại Việt Thảo khác với những người khác đi du lịch. Nếu Việt Thảo muốn về Việt Nam để thu hình bất cứ ở nơi đâu, hay làm MC cho một cái đám cưới, hay là trình diễn trên một sân khấu, phải được một công ty ở Việt Nam nhận làm việc. Công ty đó mới xin phép với vừa rồi thì một người em ở Châu Đốc, vì tu sĩ có giải thích, hình như là sở văn hóa và du lịch gì đó, hay bộ văn hóa du lịch, sở văn hóa du lịch, hay là
trình bị cục biểu diễn gì đó nhá, thì nơi đó mới cấp cái giấy phép cho hành nghề, cho làm việc, cho tác nghiệp được. Và phải trình cái kịch bản mình quay cái gì, mình muốn nói cái gì, rồi đi những địa điểm nào, thu hình bao lâu, tất cả những cái đó phải có giấy tờ đàng hoàng thì người ta cho phép, lúc đó mình mới đi thu hình được. Hôm nay tôi nói chuyện rất rõ nghe. Nhiều bạn không hiểu cứ vô cãi. Theo cháu thì chú về chú quay đâu có sao, tại sao chú làm khó vậy, tại sao chú đưa ra đủ lý do để chú không về. Tôi hỏi bạn, nếu tôi về tôi quay theo ý bạn nói, không xin phép bị bắt ai chịu nào? Thì đương nhiên em sẽ cãi nữa, chú về đi không có bị bắt, bị bắt con chịu, chịu con khỉ, bị bắt tôi ở tù, passport giữ lại, tôi không về Mỹ được, chứ không phải là bạn chịu đâu. Cho nên nhiều bạn ở Việt Nam, nhiều bạn nha, tôi nói nhiều bạn, không hiểu, tôi không nói tất cả nha, đừng bắt lỗi nha, nhiều bạn ở Việt Nam không hiểu mà cứ bắt bẻ hoài. Cho nên tại sao nó có sự tranh cãi với nhau? Nói cái điều này nè, tôi cho các bạn biết một điều bật mí nha. Ngày xưa đó, tôi là người lên trên YouTube hay Facebook hay là những cái trang mạng nha, chửi luôn nha. Là tại vì lúc đó đó, tôi giống như một số bạn bây giờ, không thích vấn đề đó. Và mình nghĩ mình đúng là mình chửi người ta. Và mình nghĩ rằng mình chửi người ta không biết mình. Sai nha, người ta biết hết. Nhưng mà sau này khi ngồi suy nghĩ lại, trời ơi, tại sao hồi xưa mình làm cái chuyện bậy quá. Chính các bạn bây giờ, tôi nói có một em ở Cà Mau, em vô em post trong cái Facebook của tôi, ở cái phần privacy. Em đặt câu hỏi, tôi trả lời, rồi sau đó em chửi tôi diệt thảo chó. À, tôi mới ngạc nhiên quá, tôi mới vô trong cái profile tôi coi coi người này là ai. Thì tôi thấy em là một người rất trẻ, và cho biết là ở Cà Mau nữa. Và trong cái những cái video clip của em post lên Facebook, ui cha ơi, em chửi quá trời. Chửi thề, chửi tục tiểu, ngồi như thế này mà chửi, tôi nói chửi. Nếu mà tôi có thể lặp lại chửi giống như em được, nhưng nó quá sức. Mà tại sao những cái đó lại có thể bỏ lên Facebook được? Và tôi biết rằng chính em đó hoàn toàn không hiểu được cái việc làm của các cô em đó đã vi phạm thuần phong mỹ tục. Em tưởng rằng trên cái trang Facebook em muốn bỏ lên, em muốn nói gì nói. Dạ không phải đâu. Cho nên nhiều em, sau này khi em đó lớn lên rồi, em làm như ta dân anh chị đó, giang hồ. Mời thằng bạn đi ăn hay đi chơi gì mà không được thì là chửi người ta. Chửi mà chửi, lặp đi lặp lại hoài một cái câu đó. Như thằng khùng vậy đó, như là người sai thuốc. Hoặc là giống như một tay anh chị cho thấy rằng ta đây ngon, dẫn chơi hoài, đừng nghiên cứu. Có ngày có đứa nó bực mình lại, nó chém chết á, dẫn chơi đâu. Cho nên đừng có làm ra vẻ anh chị. Cái dân anh chị thứ thiệt không bao giờ cho thấy mình là anh chị. Còn những cái tay anh chị không ra gì đó mới ra vẻ ta đây anh chị cho người ta biết mình là anh chị. Những người chửi thề tục tiểu chưa chắc đã chửi thề hay chửi tục tiểu bằng những cái người khác. Có khi họ chửi quá giỏi, họ không thèm chửi đó nha. Cho nên nhiều em không hiểu sau này lớn lên rồi mới hối hận. Các bạn thôi không nói nữa. Duy Khiêm Trần chào buổi sáng. Lê Phúc, mấy giờ rồi? 6:55, 6:53, mình còn khoảng hơn 10 phút nha các bạn nha. Tuyên Đạt, Hắc Công Tử, tại chính quyền mình quy định nên mọi người đành phải chịu rồi. Giác, chào bác Việt Thảo, Ken Diệp, thích chương trình Chuyện Mình Lề. Văn Thanh, xin chào Văn Thanh. Karanya Hinrakata, đừng nói chém nha. Cái vừa rồi nói có chuyện nó chém á, cái cho nên đó là mình nói đó. Bởi vì các bạn nếu mà theo dõi Việt Thảo lâu sẽ hiểu cái cách nói chuyện của Việt Thảo. Cũng như tôi đùa cái này vui nè, tôi nói vấn đề thiếu tiền. Nếu hôm nào đúng lúc đúng thời cơ, tôi sẽ cho các bạn biết một cái tin động trời vui lắm nha. Về vấn đề tôi chưa biết, cho đến giờ này tôi chưa hiểu là gạt hay là không gạt. Vấn đề tiền bạc nhiều lắm, nhiều cái ngộ lắm. Thôi để nói sao, còn cái vụ chém em nói cho nó vui thôi đó. Tại vì cái chuyện chém là tại vì chính em đó khi nói chuyện chửi thề nha, nói tục luôn mà cứ đòi chém người ta không à. Đó, giống như bây giờ đây em, tôi không có dùng cái chữ tục nhờ, hiểu cái ý thôi. Đó, mày đó,
tao sẽ chém mày, tao không chém mày, tao cho thằng khác chém mày, mày gặp tao tao cũng chém mày, mày không gặp tao cũng tìm mày, mày chém tao. Cứ vậy đó. Cho nên tôi vừa rồi tôi nói đừng có nói như vậy. Nói như vậy đó, tôi nghĩ ngay trong đầu sao tôi nói vậy. Mình chưa chém ta lại thì chém mình trước rồi. Tại vì ở trên Facebook nó sẽ cho mình biết cái địa điểm mình ở đâu. Nếu mình quay tại nhà nó biết nhà mình ở đâu nữa nha. Cho nên đừng có giỡn. Du đảng thì ai cha, thôi nói ngồi nó mệt quá đi, nhiều lắm trong giới giang hồ mà. Nhưng mà thật sự mà nói các bạn trẻ ơi, cái Facebook là cái public nhiều người coi. Mình không thể mình muốn làm gì cũng được. Mình muốn chửi thề, mình muốn đòi đấm chém ai cũng được, không phải như vậy đâu. Không đẹp, không hay. Tôi mơ ước hoài một ngày nào đó ở trên mạng đó phải có cảnh sát mạng. Nó giống như ở ngoài đời. Nó có công an mạng. Để chi? Ở ngoài đời chúng ta đi ăn cắp đồ, chúng ta giật đồ có cảnh sát bắt. Chúng ta ra đường mà cởi trần truồng là phạm phụng thường phong mỹ tục là nó bắt, nó đem về, nó kiếm đồ, nó trùm lại. Thì ở trên mạng thế giới ảo cũng vậy, nó phải có cảnh sát. Để chi? Để những cái người đó đó, cảnh sát làm việc, mạng làm việc với họ. Một là mình phải chấm dứt bị vi phạm thường phong mỹ tục, hai là phải close, đóng cửa nó lại nhá. Chứ không phải là trên Facebook rồi muốn làm gì, muốn nói gì nói tầm bậy tầm bạ. Dạ. Thiên Thiện Trần, dạ đúng rồi, có nhiều trường hợp tìm đến nhà làm. Quốc Nguyễn, xin chào Quốc Nguyễn Văn, xin chào Quyết Đỗ. Ồ, Quyết Đỗ này bị về nhà bạn ấy bắn dao. Giang Trần, chúc chú Việt Thảo năm mới vui vẻ. Xin chào Nguyễn Tuấn Kiệt, xin chào ông Thi Trường Phát. Ý tưởng hay đấy chú, đúng rồi. Thật sự mà nói, không biết có ấy không, nhưng mà có lẽ là bây giờ đó, hầu như trên thế giới ảo, trên mạng, người ta đối với chính phủ của mỗi một nước, họ quan tâm đến vấn đề chính trị, vấn đề bảo vệ cho cái vấn đề an ninh cho cái quốc gia của họ. Người ta quan tâm tới vấn đề quốc phòng, vấn đề cơ cấu chính trị của đất nước, của đảng phái. Cho nên tất cả những cái người mà trên mạng, giống như ở Việt Nam bây giờ đang thành lập một cái gì trên mạng đây, cái gì đó quên tên rồi, nhưng mà cái đó lo về vấn đề đất nước trước. Nhưng mà trong một nước cũng vậy, ngoài quân đội, ngoài cảnh sát, ngoài công an, ngoài mật vụ, ngoài an ninh chìm, ngoài những cái tổ chức để bảo vệ cho cái đất nước, còn có bảo vệ cho đời sống an sinh xã hội của con người, thì trên thế giới ảo cũng vậy, trong mạng cũng vậy, có những người bảo vệ cho cái đất nước, cho chính phủ, nhưng cũng phải có những người lo về vấn đề xã hội. Nếu mà họ chửi bậy, mình có thể vào khuyên họ. Bây giờ cái mạng đó, những người mà làm về an ninh mạng đó, họ có đủ phương cách nha. Vào cho một lời khuyên, nếu không nghe quánh sập luôn. Tại vì cái trên mạng là nơi người ta, giống như Dịch Thảo bây giờ, đâu có thể nào mà chửi thề tục tiểu, nói bậy nói bạ dơ bẩn được, phải không? Ngay cả mình nói chuyện đàng hoàng còn bị chửi, đừng nói chi mình chửi người ta nha. Thì đừng nói chi người ta sẽ không đàng hoàng đối với mình. Vì gọi là mạng mà. Di Hồng Mến, Hắc Công Tử An Ninh Mạng, Nguyễn Minh Nhật, muốn nói tiếng mà không nghĩ hậu quả, muốn nổi tiếng mà không nghĩ hậu quả. Lê Cao Tu hả, report. Văn Đăng Thái, con chào chú Việt Thảo. Trung LS, không thấy chú dẫn Dân Sơn nữa, buồn quá. Nguyễn Văn Sang, Việt Nam bây giờ 10 giờ đêm rồi. Đó chú Thảo thôi nha, chắc chuẩn bị chào các bạn, tạm biệt, để cho các bạn nghỉ ngơi ngủ nha. Rồi xin chào đi các bạn ơi, không cần em chú quay lưng, chú quay chừng nào về. Quốc Nguyễn, chúc anh luôn dồi dào sức khỏe. Nguyễn Liêm, Duy Khiêm Trần, gần 7 giờ sáng bên Los rồi đó bạn. Dạ, thì Việt Thảo đang ở Los mà nhé. Yến Ngọc, xin chào. Xin chào Nguyễn Liêm, có lẽ chào các bạn nữa. Rồi Việt Thảo sẽ chấm dứt phần livestream hôm nay. Mong rằng các bạn sẽ vui với những gì Việt Thảo cố gắng làm để đem lại cho các bạn một niềm vui trong đời sống. Những cái gì Việt Thảo post, kể cả thức ăn hay những cái suy ngẫm trong ngày, những cái suy ngẫm trong ngoài, phần lớn nó phản ánh được một phần nào những cái suy nghĩ của Việt Thảo mà Việt Thảo đăng trên Facebook. Thí dụ những cái suy ngẫm liên quan đến vấn đề tiền bạc, nhiều khi đó là thực tế Việt Thảo bị người ta gạt tiền, cho nên mình mới nghĩ ra những cái câu đó. Hay là bị người ta gạt tình, mình nghĩ ra những cái câu đó. Hay là mình đi làm việc ở trong chùa hay nhà thờ, nó có những sự kiện xảy ra, mình nghĩ ra, mình nói.
hoặc tình cờ do một câu nói của các bạn làm cho mình nghĩ ra cái ý tưởng mình nói, hay là đọc sách báo hay đọc cái gì đó thấy tình cờ có ý tưởng mình nói ra, những cái đáng suy ngẫm. Những cái suy ngẫm đó có nhiều bạn không hiểu, không sao, bây giờ nó là suy ngẫm mà, mỗi người có một cái suy ngẫm khác nhau nha. Đây là livestream Việt Thảo thực hiện, nhưng cũng sẽ để ra chuyện bên lề, có thể là 651. Rất cảm ơn các bạn đã cùng livestream với Việt Thảo, và hy vọng rằng trong tương lai chúng ta có dịp tâm tình với nhau. Qua mỗi lần livestream thực sự mà nói thì Việt Thảo muốn đọc tên của các bạn, nhưng mà nếu ngồi đọc tên không thì cũng không được, là tại vì bất chợt có những câu hỏi hay là những ý tưởng trong đầu mình tâm tình với nhau. Livestream là để cho các bạn trực tiếp tâm tình với Việt Thảo, hay Việt Thảo tâm tình với các bạn. Có điều gì không đúng mong tha thứ. Xin cảm ơn các bạn, và Việt Thảo xin được chào nha. Được đọc tên một số anh em để rồi mình tạm biệt. Thanh Nhi Lê, xin cảm ơn. Xin chào Risa, xin chào Đạt đó. Bye bye Nguyên Trần. Xin bye bye Thành Phạm. Bye bye Karanya Hirakata. Anh nói giống như tỷ phú trên thế giới. Hả? Anh nói giống những tỷ phú trên thế giới. Anh nói giống những tỷ phú trên thế giới là sao? Xin rõ là ý nghĩa đó một cái nữa đi. Chưa hiểu ngang Việt Thảo, chưa hiểu giống là anh nói giống những tỷ phú trên thế giới. Xin chào Tạ Nguyễn, xin chào Nguyễn An. Chú nói y chang con nghĩ luôn ạ. Xin chào Chay Lu, Chay Lu hả? Chảy Lu. Apple Nguyễn xin chào, bye bye, xin chào Ken Diệp. Good night bác Thảo. Oh, chúc các bạn một đêm ngủ ngon ở Việt Nam. Và xin chào buổi sáng đối với các bạn ở Hoa Kỳ. Tiêu qua, bye Việt Thảo, chúc một ngày mới vui vẻ. Xin bye bye Văn Toàn. Bye bye, xin chào Kim Tịnh. Xin tạm biệt với Châu Long. Tạm biệt với Tính Bi. Tạm biệt với Thông Tấn. Hẹn gặp lại Đoàn Mén nha. Bye bye. Bye bye ba, xin chào con. Xin chào Hắc Công Tử. Xin chào Văn Đặng Thái. Bye bye. Xin chào Nguyễn Liêm. Ý là chú nói cái gì cũng đúng, cảm ơn. Xin chào Văn Hồng Kim Hồng. Anh nói chuyện rất hay, anh Việt Thảo ơi. Bye bye, xin chào bài. Nguyễn Minh Nhật, Thâm Thúy đó chú, xin chào. Bye bye Nguyễn Quốc Sử. Việt Thảo Channel, anh nên phổ biến tài tử vọng cổ nhiều hơn vì vấn đề vọng cổ thì nó còn tùy, tùy người mình mời được hay không nữa nha. Có mời cả cô Ngọc vào nhưng mà không có dịp. Bởi vì mình làm là làm tại California nha. Thành Đồng xin chào. Xin chào Tô Kiều My, bye bye. Xin chào Ngọc Phú. Xin chào Trung LS. Chú tắt không là chào tới tối à chú. Xin chào Lưu Thanh. Xin chào Hữu Trí. Xin chào lại Karan nha. Là Tư Duy Anh, ok. Là Tư Duy Anh, ok. Sang... Giang Thanh Trần Thủy, ê, xin chào, có đứa cháu bên Nhật Bản. Khi nào chào Phương Hồng, Giang Thanh Trần Thủy khi nào qua Nhật nghe. Nguyễn Quân xin chào, Nguyễn Thị Trang xin chào, Di Hồng Mến, xin chào Tiến Ngô, ép thử không được không kịp, tính ép một người bạn vô. Xin chào Thí Nguyễn, Hòa Xuân Mậu Tết, bye. Xanh Cô Lương, thôi xin chào nha, mình chấm dứt được rồi nghe các bạn nha. Chào hoài thì còn hoài đó. Quốc Hùng xin chào. Xin chào Tiến. Xin chào, chấm dứt. Ok, thank you, love you. Bye bye, I love you. Bye bye. Các bạn ơi, thời gian càng qua mau thì tuổi già càng ngày càng chồng chất, trí nhớ càng ngày càng suy giảm và sức khỏe cần phải hồi phục. Cho nên chúng ta nên uống mỗi ngày sữa dê GAW. Sữa dê GAW là tổng hợp của 3 loại sữa: goat milk, almond milk và walnut milk, đã tạo nên hương thơm ngào ngạt khi mình uống nó. Ở trong cái sữa dê GAW có chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp cho người uống tạo được sức đề kháng, tăng cường sinh lực, hồi phục trí nhớ, làm đẹp cả làn da và mái tóc của mình. Ở trong sữa dê GAW đã chứa hơn 35% chất calcium so với sữa bò. Cho nên, sữa dê GAW sẽ giúp tăng chiều cao cho trẻ em, ngăn ngừa bệnh loãng xương cho người già, rất tốt cho người bị dị ứng với lactose và thích hợp cho những ai không uống được sữa bò. Nếu uống sữa dê GAW mỗi ngày, Việt Thảo tin chắc một điều, nó sẽ tăng cường sinh lực cho giới trẻ và hồi phục sức khỏe cho người già. Sữa dê GAW, Made in USA, nên uống mỗi ngày. Xin chào quý vị, tôi là luật sư Ethan Phạm từ tiểu bang Georgia.
Tôi đang ra tranh cử cho chức vị dân biểu liên bang của Hoa Kỳ để bảo vệ quyền lợi cho tất cả mọi người. Nguyện vọng của tôi là mọi người có bảo hiểm sức khỏe để khỏi lo lắng về việc tài chính khi bị bệnh hoạn. Và tôi cũng muốn chính sách di trú của nước Mỹ có tính cách nhân đạo hơn. Xin tiếp tay với tôi để cho tôi có thể nói lên tiếng nói của quý vị. Và nguyện vọng đó chỉ có thể trở thành sự thật khi Ethan Phạm trở thành dân biểu liên bang của Hoa Kỳ. Chúng ta hãy ủng hộ Ethan Phạm bằng tất cả niềm tự hào của người dân Việt. I support Ethan Phạm. Có thể nói một trong những món ăn khoái khẩu của người Việt Nam mình đó, là cái món bánh tráng cuốn tôm thịt với giá hẹ. Không biết ai thích ăn chấm với cái gì, chứ Việt Thảo là khoái nhất là chấm với nước mắm, tỏi ớt, chanh đường, chua chua ngọt ngọt. Ăn cho nó đã. Có nhiều người á thích cuốn với bún. Riêng cái sở thích Việt Thảo là bánh tráng cuốn tôm thịt giá hẹ ha, chua chua cay cay ngọt miệng. Có một miếng cơm lủng vào nó thì là số 1 luôn. Gạo hiệu Nàng Hương Chợ Đào là một trong những loại gạo cao cấp, dẻo thơm từng hạt sau khi nấu, cho dù để cách qua đêm. Cho dù cách xa dặn dặm nhưng vẫn mang theo hương vị của quê nhà. Đó là một trong những đặc điểm của gạo hiệu Nàng Hương Chợ Đào. Xin liên lạc với tổng đại lý của gạo Nàng Hương Chợ Đào tại Hoa Kỳ, số điện thoại 405-525-7650 hoặc vào website www.nanghuongchoadao.com. Hôm nay Việt Thảo muốn bảo vệ sức khỏe của các bạn. Bây giờ qua anh Đăng là dược sĩ nè, yeah. Anh cho một kiến thức để mọi người chấp nhận được tại sao mình phải dùng Kangen Water. Chữ Kangen đó tiếng Nhật dịch ra đó là Return to Origin, trở lại nguồn nước nguyên thủy. Mà đây là máy điện giải đã chứng nhận là một dụng cụ y khoa tại Nhật Bản, được chấp thuận bởi 6.500 bác sĩ đến Việt Thảo. Đầu tiên là trong những cái nước suối đó có khả năng là chống oxy hóa. Đặc tính thứ hai là trong qua quá trình điện giải, máy nước này sẽ làm những cụm phân tử nước nhỏ lại 4-6 lần. Và đặc tính thứ ba trong cái nước Kangen này là có độ kiềm cao. Còn đó là Kangen Water, nước tinh khiết tinh chất, uống để trừ tránh bệnh hoạn, bệnh tật như uống nước thường. Xin quý vị hãy liên lạc Jennifer và Andrea ở số điện thoại là 714-833-8738. Jennifer lúc nào cũng sẵn sàng để giúp đỡ quý vị có một cái máy Kangen Water theo như ý muốn. Quý vị nhớ, thay đổi nguồn nước là thay đổi cuộc sống. Kangen Water, the best water on earth. Hoang mang khi có thân nhân bị trục xuất. Lo âu khi rơi vào hoàn cảnh ly dị. Đau đớn khi bị tai nạn xe cộ. Bối rối khi phải đương đầu với các thư kiện. Tất cả những gì liên quan tới pháp luật, xin quý vị hãy để tổ hợp luật sư Nguyễn và Phạm lo cho. Tổ hợp luật sư Nguyễn và Phạm là nơi hội tụ rất nhiều luật sư giỏi kinh nghiệm. Chúng tôi đã từng hoàn thành xuất sắc các vụ kiện mà những văn phòng khác đã từ chối. Tổ hợp luật sư Nguyễn và Phạm sẽ đem lại quyền lợi thiết thực cho quý vị. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu đến tất cả các bạn đang trong ngành nail bột nhúng SNS. Công ty SNS là công ty đầu tiên trên thế giới sáng tạo ra bột nhúng trắng hồng và gelless color. Cùng với sự phát triển của ngành nail, bột nhúng SNS đã giúp cho ngành nail dễ dàng có thêm việc làm và tăng thêm lợi nhuận đáng kể cho các chủ tiệm nail. Sản phẩm SNS có chứa vitamin E, calcium, vitamin A, B3, B5. Khi sử dụng không cần dùng đèn UV, không cần dùng cỏ, không liquid. Sản phẩm SNS giúp cho móng luôn bóng, chắc, khỏe, bền, đẹp. Với sản phẩm SNS, tiệm của bạn sẽ không còn những mùi hôi khó chịu gây ra bởi hóa chất. Này SNS đã phát triển rộng khắp trên toàn thế giới, từ châu Mỹ đến châu Âu, từ châu Úc trải dài đến tận Đông Nam Á. Hãy khám phá và thích thú với bột nhúng SNS. Bột nhúng SNS đã mang đến một đẳng cấp mới và nghệ thuật mới cho ngành nail. Hãy giữ cho móng tay của bạn được khỏe và đẹp bằng bột nhúng SNS. Các bạn, những người Việt Nam trên toàn thế giới có dịp đến Mỹ, ghé vô California, phải ghé miền Bắc California, ghé vô San Jose và đặc biệt Vietnam Town. Ở nơi đây có cơm niêu Cali hương Việt. Ở nơi đây các bạn sẽ được thưởng thức hương vị của quê nhà.
không cần nấu cơm ở nhà và thưởng thức được cái văn hóa ẩm thực của người Việt Nam tại hải ngoại. Việt Thảo muốn được hân hạnh giới thiệu cơm New Cali Hương Việt ở tại Vietnam Town, San Jose. Đấy các bạn, chỉ có tại Vietnam Town ở San Jose là có cơm niêu Cali Hương Việt, là có cơm niêu như thế này, cơm niêu trái nha. Ê các bạn đang xem YouTube nha, đang xem Việt Thảo phải không nè? Bây giờ đó các bạn xem chuyện mình lại hay bất cứ những video nào liên quan tới Việt Thảo, nó có một cái chế độ gọi là subscribe, tức là đăng ký nha các bạn, cái nút đỏ ngay đây. Đó các bạn nhìn thấy không? Ok, click vào cái chỗ đó thì lập tức tất cả những video clip hay là những cái chương trình Việt Thảo khi mà có trên YouTube lập tức nó sẽ báo cho các bạn biết để các bạn coi. Có nhiều người nha, nói trời ơi chú ơi con mới biết chú bữa nay à, trong khi chú có tới 500+ cái chữ Minh Lê. Không cần tìm hiểu, không cần đi đâu xa, không cần phải chờ đợi gì hết, chỉ cần subscribe, tức là đăng ký ngay cái nút đỏ ở trên màn ảnh của truyền hình này các bạn đang xem Việt Thảo nè, đúng không? Rồi, ngay cái nút đỏ này nè, ở trên YouTube nha, click vào cái chỗ đó thì lập tức sẽ được hưởng cái chế độ subscribe, tức là coi như các bạn đã đăng ký cái channel YouTube của Việt Thảo. Thì từ nay trở đi, tất cả những cái chương trình của Việt Thảo trên YouTube đều được báo cho các bạn qua email. Alright, nhớ subscribe, tức là đăng ký ngay cái nút đỏ này. Alright.